Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Osinom. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Osinom cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của oxinom Oxycodone Hydrochloride Dạng bào chế Viên nang cứng Công dụng và chỉ định Dùng cho giảm đau từ trung bình tới nặng ở bệnh nhân đau do ung thư và đau sau khi phẫu thuật. Giảm đau nặng cần sử dụng opioid mạnh. Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Người cao tuổi và người lớn trên 18 tuổi nên được dùng với khoảng cách liều là 4 đến 6 giờ. Liều dùng phụ thuộc vào mức độ đau và tiền sử trước đây của bệnh nhân về yêu cầu giảm đau. Chống chỉ định. Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, suy hô hấp, chấn thương đầu, tắc liệt ruột, hội phòng các triệu chứng do ngừng thuốc, chứng bụng cấp, chậm làm rỗng dạ dày, các bệnh tắc nghẽn đường hô hấp mạn tính, bệnh tim phổi, hen phế quản mạn tính, tăng carbon dioxide huyết đã biết mẫn cảm với oxy cổ đơn hoặc trong bất kỳ trường hợp nào mà chống chỉ định sử dụng thuốc opioid. Suy gan trung bình tới nặng, suy thận nặng, táo bón mạn tính, sử dụng đồng thời với thuốc ức chế monoamine oxidase hoặc trong vòng 2 tuần ngừng sử dụng thuốc này. Phụ nữ mang thai Lưu ý khi sử dụng Sử dụng thận trọng ở bệnh nhân phụ thuộc opioid và ở bệnh nhân bị giảm áp lực nội sọ, giảm huyết áp, giảm thể tích máu, loạn tâm thần nhiễm độc, bệnh đường mật, Viêm tụy, viêm loét đại tràng, phi đại tuyến tiền liệt, suy vỏ thượng thận, nghiện rượu cấp, cuồng sảng rượu cấp, bệnh gan và thận mạn tính, hoặc bệnh phổi nặng và suy nhược, bệnh nhân cao tuổi và ốm yếu. Tác dụng phụ. Suy hô hấp đe dọa tính mạng. Hội chứng cai thuốc ở trẻ sơ sinh. Tương tác với các thuốc ức chế thần kinh trung ương. Tác dụng hạ huyết áp. Các tác dụng trên hệ tiêu hóa co giật, khó thở, nắc, phát ban, hạ huyết áp tư thế, đau bụng, tiêu chảy, chứng khó tiêu, viêm dạ dày, ớn lạnh, sốt, chán ăn, co giật cơ. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Osinom, đồng thời biết cách sử dụng Osinom sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.